Các bác thân mến, ở video clip lần này em sẽ cùng các bác sẽ đi tìm hiểu so sánh về việc sử dụng giải mã DAC và việc không sử dụng giải mã DAC, xem chất âm của nó có sự khác biệt nhau hay không để các bác có thể tham khảo. Và trước khi đi vào tìm hiểu so sánh vấn đề trên thì em sẽ giới thiệu đến các bác về bộ 4 sản phẩm như trước mắt màn hình các bác đã thấy để các bác có thể tham khảo. Trước hết thì các bác nhìn thấy đây là cặp loa đến từ thương hiệu JBL. Đó là dòng model 4307, dòng Studio Monitor, tức là dòng loa kiểm âm, cho nên thì các bác thấy nó đem đến các giải âm rất là chính xác. Về cách thiết kế cấu trúc driver thì các bác thấy rất là rõ, đây là dòng model nó sử dụng 3 đường tiếng rồi. Một loa bass được bố trí nằm ở phía dưới cùng, nó sử dụng màng giấy màu trắng và nó sử dụng gân cao su. Một loa trung giấy và một loa chép được thiết kế theo kiểu dạng kèn. Các bác thấy về cách thiết kế cấu trúc driver của nó được bố trí thẳng đứng như thế này. Sử dụng hai vi tinh chỉnh và hai lỗ thông hơi được bố trí ở hai bên. Và mặt trước thì các bác thấy nó được bố trí màu xanh sẫm như thế này. Cặp loa này nó có chiều ngang vào khoảng 33 và chiều sâu của nó vào khoảng 30 và chiều cao của nó vào khoảng 55. Mỗi một chiếc loa này có trọng lượng vào khoảng gần 17kg trên một chiếc. Được thiết kế rất là gọn gàng về cái kích thước cũng như là về trọng lượng của cặp loa này. Cho nên thì đây là một mẫu loa rất là thuận tiện để các bác có thể sử dụng nghe nhạc trong gia đình, trong việc bố trí bày biện trong phòng khách gia đình rất là phù hợp. Và cặp loa JBL 4307 này thì có mức giá là 34 triệu đồng. Sản phẩm thứ hai thì các bác nhìn thấy đây là chiếc âm ly Luckman L505UX. Đây là dòng âm ly được thiết kế rất là đẹp mắt về hình thức. Ở chính giữa nó sử dụng hai cái đồng hồ VU rất là lớn, khi chúng ta cắm điện vào nó sẽ sáng. Đấy, và khi chúng ta mở tín hiệu nhạc đưa ra loa, nó hai cái đồng hồ kim vảy nó nhún nhảy theo điệu nhạc nhìn rất là đẹp. Và hai bên thì các bác thấy nó được bố trí hai cái núm như thế này rất là cân đối hài hòa. Bên này là input selector và bên này là volume chỉnh âm lượng to nhỏ. Ở phía dưới là các chế độ chỉnh bass, chép, ba lăng, rồi là speaker, Z out, rồi là MC, MM. Đấy, các bác thấy rất là rõ tổng thể ở phía trước của chiếc âm ly này. Và chiếc âm ly này thì có mức giá là 52 triệu đồng. Ở phía trên thì các bác nhìn thấy đây là hai chiếc đầu CD, một chiếc đến từ thương hiệu Marzahn ở phía trên cùng, đó là dòng 17DA. Chiếc ở phía dưới đó là chiếc đến từ thương hiệu Deno, đó là dòng model 1500RE. Với dòng 1500RE này thì các bác thấy đây là mẫu đầu nó thuộc dòng 3-1 rồi, nó vừa chạy đĩa CD này, thứ hai là chạy USB và thứ ba có tính năng giải mã DAC. Đây là mẫu đầu rất là tuyệt vời để các bác chơi và chiếc đầu này thì có mức giá là 19 triệu đồng. Chiếc đầu CD Marzahn 17DA này có mức giá là 14 triệu đồng. Ở video clip này thì các bác thấy thì em sẽ test hai đoạn nhạc. Một đoạn nhạc thì các bác thấy thì em sẽ test từ chiếc đầu CD Marzahn này đưa trực tiếp xuống âm ly. Và một bản nhạc thì em sẽ test từ chiếc đầu CD Marzahn này qua bộ phận giải mã DC của chiếc đầu Deno 1500AE này đưa xuống âm ly. Đấy, để các bác cùng tham khảo. Và các bác thấy thì em cũng đã đầu dây sẵn rồi. Cổng line 1 này thì em lấy đường tín hiệu từ đầu CD Deno 1500AE xuống này. Còn đối với cổng line 2 thì em cắm từ đầu Marzahn xuống. Các bác cùng em quan sát ở phía sau đây. Các bác thấy đây, đây là chiếc đầu CD Marzahn, từ đầu CD Marzahn xuống cổng line 2 của chiếc âm ly Luckman 505UX này. Còn đây là từ chiếc đầu CD Deno 1500RE xuống cổng line 1 của âm ly. Đấy, các bác nhớ nhá, lát nữa thì em chỉ việc chuyển đổi thôi để các bác cùng tham khảo. Và các bác lưu ý các chế độ chỉnh bass chép em vẫn để y xì như này nhá, lát nữa thì em chỉ việc vặn chuyển đổi như thế này thôi. Đấy, chúng ta chỉ việc vặn chuyển đổi là ra. Đây, các bác thấy đây, em tắt luôn đầu này. Đấy, và sau đây thì em sẽ test âm từ chiếc đầu CD Marzahn 17DA đưa xuống chiếc âm ly Luckman L505UX. Và các bác lưu ý thì ở chiếc đầu CD Deno 1500RE thì em cũng đã bật nguồn sẵn lên, để lát nữa thì em chỉ việc vặn cổng selector của âm ly thôi là các bác thưởng thức chất âm luôn, đỡ phải mất thời gian để chúng ta bật điện nguồn chờ ở chiếc đầu CD Deno 1500RE nữa. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu
xa đàn, nghĩ mình tuổi thân muôn vàng. Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đôi rách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương nhờ, chuỗi ngày tắm tôi vô bờ. Đêm đêm nó ngủ, một mảnh chiều rách có gió, một thân côi cút không nhà. Thân em lá cỏ, bạn quen ai có đâu xa, thằng từ con tám lê là trên phố xa hoa, miền Bắc đều tàn nên đời nó khổ. Như vậy thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn nhạc từ chiếc đầu CD Maza đưa xuống âm ly rồi. Và sau đây thì em sẽ vặt qua giải mã DC của chiếc đầu DN 1500RE để các bác cùng tham khảo. Và em sẽ mở lại từ đầu ca khúc này để các bác có thể dễ dàng so sánh cập nhật đánh giá, nó sẽ được chính xác hơn. Các bác thấy đi, em cũng đã vận chuyển sang giải mã DC của chiếc đầu đen ông rồi. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang, ngẩn ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình tuổi thân muôn vàng. Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đôi rách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương nhờ, chuỗi ngày tắm tôi vô bờ. Đêm đêm nó ngủ, một mảnh chiều rách có gió, một thân côi cút không nhà. Thân em lá cỏ, bạn quen ai có đâu xa, thằng từ con tám lê là trên phố xa hoa, miền Bắc đều tàn nên đời nó khổ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Như vậy vừa rồi thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức hai đoạn nhạc trong việc không sử dụng giải mã DAC và việc sử dụng giải mã DAC. Chất âm của nó thì các bác có thể tự cảm nhận đánh giá giúp em. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Các bác nhớ các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và sau đây thì cũng cho em xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.